Hello các bạn, thì mình có cái tin cực kỳ nóng dành cho các bạn đây. Thì chỉ còn có 2.000 người đăng ký nữa thôi là kênh mình đã đạt được 500k sub rồi. Nên là để cảm ơn các bạn, thì mình đã giảm giá còn hạn cộng với 4 full gear trên shop linestore.vn, giúp các bạn tiết kiệm rất là nhiều luôn. Thì shop hiện tại đã có robot trở lại rồi, nên là các bạn hãy tranh thủ tham gia vòng quay không lỗ để có thể mua robot lời gấp đôi so với bình thường nha. Và để tăng tỷ lệ random giá trị của xịn, thì các bạn hãy kéo xuống dưới bấm nút like và đăng ký cho mình nha. Vì kênh sắp đạt được 500.000 người đăng ký, nên là mình sẽ quyết định tặng các bạn Mochi và Leo Bá trình diễn vào 3 giờ chiều ngày chủ nhật. Nên là các bạn hãy bấm nút đăng ký và bật cái chuông thông báo và like video này để có thể tham gia nhận trái quỷ trình diễn nha. Hello mọi người, mình là Crazy Line đây. Hôm nay mình có cái tin khá là vui dành cho các bạn luôn. Đó chính là ngày ra mắt update mới của Rock Food sắp tới gần rồi. Nhưng mà để chơi được cái bản update mới này thì trước tiên các bạn phải đi thi cuối kỳ cái đã. Hay, nghe thôi là đổ mồ hôi đúng không? Mình biết cái cảm giác đáng sợ đó mà. Nói chung thì cũng đã từng trải các bạn ạ. Nên là thôi sẵn tiện làm video này. Chúc các anh em ai coi được cái video này sẽ thi thật là tốt nha. Thi tốt đi lên Line Store cho bên mình sẽ tặng hạt miễn phí với các bạn luôn. Quay, nhưng mà bây giờ chúng ta phải trở lại với chủ đề chính đã. Bây giờ thì let's go. Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được trái quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Yo, xin chào các bạn. Thì từ hôm qua chúng ta đã hết cái sự kiện đi nhặt trứng rồi ha. Công nhận thiếu cái sự kiện nó cũng cảm thấy chóng vắng thiệt. Vô server đợi 25 phút rồi mà vẫn không có em. Nhưng mà các bạn đừng có lo, thì là do dạo này admin thuê quá nhiều nhân lực nên là mấy cái hình ảnh của bài cập nhật mới cũng bị tiết lộ khá là nhiều ha. Thì như các bạn có thể thấy ở cái hình này, đây là một cái tấm ảnh trên cái bài tweet của cái người thiết kế hình ảnh cho Blockfoot. Thì anh bạn này đã tiết lộ cho chúng ta về một cái hình rất có thể là update mới của Blockfoot. Các bạn nhìn cái ảnh này có phải là khá là giống với cái hình dạng nửa người nửa rồng của Kaido không? Nhưng mà hơi đáng tiếc nó không phải là trái dragon được làm lại nha. Tại vì anh bạn này đã đến chính là không phải rồi ha. Nên là chúng ta sẽ loại trừ được cái khả năng nó chính là cái trái dragon được làm lại. Thì đây theo mình nghĩ nó có thể là một cái tộc mới sắp được thêm vào trong Blockfoot. Như các bạn biết đó, trong Blockfoot hiện tại chỉ có vài cái tộc cơ bản, còn trong One Piece thì khá là nhiều ha. Và ở cái tấm hình này thì mình thấy nó có cái sừng. Nên nếu là đây chính là cái tộc mới thì mình sẽ nghĩ nó là khả năng cao. Đó chính là tộc Oni trong One Piece ha. Oni là quỷ đó nha, chứ không phải là Oni-chan đâu. Quả cái chữ này chứ. Thì trong One Piece cái tộc này chính là của Kaido. Mặc dù Kaido là một người khổng lồ nhưng mà do sức mạnh bá đạo hay sao á nên được thêm vào cái tộc quỷ nữa. Nói chung cái này thì các bạn nào mà có xem One Piece sẽ biết ha. Bởi vậy nên cứ có thể Blockfoot sẽ ra mắt cái tộc Oni hoặc là cái tộc người khổng lồ gì đó. Thì mình nghĩ cái này cũng khá là hợp lý ha, chứ không phải là vì cái lý do làm cái tộc mới. Vậy thì hà cớ gì mà phải update lâu như vậy hả? Hay, tôi chỉ muốn chơi update mới của Blockfoot thôi mà. Ok, thì quay lại với chủ đề chính. Ngoài cái sừng ra thì cái hình này nó còn có cái ngọn lửa ngay ánh mắt hả? Chắc là vậy à. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Thì đây các bạn thấy có quen không? Cũng có ngọn lửa ngay con mắt nữa. Nhìn khá là giống anh em sinh đôi ha. Nên cũng có thể tấm hình này đó chính là Dragon Talon được làm lại. Mặc dù cái Dragon Talon hiện tại đã mạnh vài cái trưởng rồi. Nên là chắc cũng không có chuyện làm lại đâu ha. Nhưng mà nói chung á cũng không thể nào mà bỏ sót bất kỳ cái giả thiết này trong Blockfoot được đúng không? Chơi game là phải không update như vậy chứ. Mà còn về cái việc mà cái tấm hình này có khá là nhiều bạn làm tưởng nó là của Blockfoot đúng không? Nhưng mà thật ra là không nha. Thì các bạn hôm qua đã đăng cái bài là xác nhận cái hình này không phải là vẽ cho Blockfoot rồi, mà là sẽ vẽ cho một cái game khác nha các bạn. Chắc là tại ông này vẽ khá là giống với Blockfoot nên là có khá là nhiều bạn bị nhầm lẫn ha. Hoặc có thể là mình không muốn ông này tiết lộ ra nhiều quá nên là mới yêu cầu ông này đăng bài để xác minh lại như vậy. Tại vì các bạn thấy ở đây thì account của các ông này đã chính thức bị xóa khỏi Twitter và mình cũng không biết đó là lý do tại sao nữa. Chắc là do tiết lộ quá nhiều thông tin nên là admin Blockfoot yêu cầu phải xóa rồi. Cũng có thể lắm ha. Ok, thì đó chính là tất cả những thông tin mà mình biết được. Còn bây giờ thì video đã hết rồi, các bạn nhớ kéo xuống like và đăng ký cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.